Này. Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Văn Giả Đồng Quê. Giác này nước cũng rút khá là nhiều. Bây giờ mấy chị em cùng nhau để mà bắt cá. Xuống bắt từ từ đi rồi nước rút từ từ xuống cái mương rồi mình bắt sau. Thấy nãy giờ cá nó nhảy tẹt tẹt quá trời luôn. Bay qua luôn. Cái tay mà anh đủ quá, cái tay mà... cái tướng bà lớn đó mà ẩm cái tướng bà lớn. Khang chào ông bà cô chú nha Khang. Chào ông bà cô chú con. Mới đụng chạy thôi. Nước quá nhiều rồi bắt được đâu. Cái này phải cho anh. Nó quằn quằn đây nè, nó còn đây nè. Qua đây hè mẹ nè. Mấy con đi lại đầu đằng kia kìa. Xích lại đằng đẳng á. Chưa tính nắm con xuống. Ừ, con leo xuống được con leo. Nó làm sao bắt được nó đây ba? À, sao bắt được nó đây ta? Kêu cá ơi, cá mày đứng lại tao bắt đi. Nó. Khoan. Tự qua được không? Chú kẹt ẩm kìa. Nữa hả? Nữa hả? Đừng có xuống đó, mày xuống đó là sao mà bắt. Có không? Nè, cái sạc nè, lượm bỏ vô. Ê, 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 con cá lóc, con cá lóc. Im, im. Đánh, 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 con cá lóc, con cá lóc. Im, im, im. Dạ, dạ, dạ. Im, im, im. Lại, xin lỗi. Nè, được con cá lóc mini. Thấy chưa? Khoan mẹ đi chụp cái đầu lên lượm mới được. Kể cái sặc kìa nhíp, cái sặc kìa nhíp. Chụp cái đầu lên. Giác này nước rút rồi bắt cá đã nè. Nè nè đem đem nào. Chưa chưa chưa. Cái thùng đó con. Đây nữa nè. Dữ hả? Nè nè thùng nè đường này có mấy cá rô phi nè. Dạ. Nè lụm mấy cá sạch vô kìa. Nè lụm vô xịn nó văng tùm lum tùm la hết trơn rồi nè. Đầu đẳng lùa lại đi bắt hết. Bắt hết coi có con gì nó chạy chạy trên này nè. Ôi ôi ôi, hai ta hai con luôn nè. Đó. Ở đây cái đường nước. Chặn đầu đi, chặn đầu đi. Nó nó. Ôi ôi cá rô phi nghe. Nó nạt một cái là bỏ bún. Bỏ cái thùng luôn đi con. Ô ô ô ô, đâu rồi. Này. Chúng ta chặt không vậy trời. tại chỉ bắt được cá sặc thôi. Nguyên cái đường nước này dài bự lắm nghe tính. Nãy cái rô phi nó sạc sạc luôn. Đây nè. Ô, ô, ô. Cá này bự lắm nè. Đó, đó, đó. Ấy dạ. Lên bờ rồi kìa. Lên bờ. Lên bờ đẻ trứng luôn. Chào trứng luôn nè. Trời ơi, banh cái mặt luôn rồi. Hết rồi. Còn mấy cái đường nước còn đó nữa kìa, lại đường đó. Nè, chặn chặn mấy cái đường nước này là có. Đó, nó còn quẩn kìa. Nó chạy tạt tạt á. Nè, 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 nè. Ô, cá bự dữ. Nó. Đâu, đâu. Cái này là chơi cá lóc mới đi không à chứ không có cá lóc bự. Ôi tính gạo gạo ở trên bờ này nè tính. Không gạo gạo ở trên này cái đi. Chứ đường nước bắt không được đâu, nước sâu quá. Nước sâu lắm. Hoài mà bắt không được. Lên trên nè, đi dài dài đây nè. Ơi, cá lóc bự.
tỉnh mày. Trời ơi, trời ơi. Nước sâu quá. Ê, cái nó bự, cái nó bự. Lỡ chứ luôn thầy. Trời ơi, dịch, dịch. Ok, cái đó chị em cho người ta. Cái thùng đâu. Ai ta dễ thoát khỏi tay chị lắm. Cái ê, lẹ đi quay đi là dài dài ở trên này nè quay. Đừng có theo đường nước nữa. Đường nước có ý gì bắt nó đụng nó thôi. Bởi vậy, dòm kỹ kỹ nha. Dí ở trong. Ở ngoài để cho nó dạt vô. Hồi nãy giờ là được 3 con rồi đó nha. Cái sạch kìa trời, cái sạch ngon ghê. Ôi, đó, đó. Quá trơn luôn. Nước sâu quá bắt nó không có được. Đâu rồi? Vĩnh Long Nhi. Không, quên đi đâu mất tiêu rồi. Phượng không gì chưa? Chưa. Phượng gặp này đã phái dữ rồi nha. Ôi ơi, cá sặc nó nhảy đi bời luôn kìa. Thôi Tính, cái này có cành tay lưới kéo không Tính? Vậy. Có lưới kéo không? Không. Ôi, ôi, ôi. Có miếng gứ hả? Cần kéo đi. Kéo cái đường mương á. Có một miếng lưới cướp. Lưới cướp có lưới gầy á. Hai con cua nó gặp nó trốn kìa Tính. Cua rồi. Nè Minh ơi. Nhí hồi nó mắc kẹt dưới đó luôn nè. Ừ, kè kè giữ rồi kè, đáng giữ rồi kè. Ôi 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 ôi. Đâu rồi con mẹ cô Quy lẹn đâu rồi. Con mẹ này đẹp. Chỉ theo chỉ bắt cá rô phi không à. Cái thùng này chưa? Nè Minh. Kìa 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 Minh, Minh, Minh cua càng kình kìa Minh. Nè. Thấy không? Thấy chưa? Chặn hốt cá rô phi bà bầu ơi. Gì? Chặn hốt cá rô phi bà. Có rô phi bắt cũng không được nữa. Cái sạch không nè. Đó. Nhảy lên rồi đó. Đúng chưa? Cái sạch nè. Đó, đó. Nó chạy qua bè đó. Bự lắm. Chạy qua bè đó. Đó, đó, đó. Đấy, đấy. Rồi. Rồi, dính chưa? Qua rồi. Qua. Qua. Lọt. Lọt. Con khỉ họ giục cái điện thoại đi. Bắt cá gô phi mà bắt tay có chưa Tính? Trẻ nhí chập ba lê lê hết trơn kìa. Đứng bắt đứng nhìn luôn chơi gì bắt có con gô phi ơi con cua hai ba gô phi luôn đó nha. Chạy đâu mất tiêu hết trơn rồi nhẹ rồi. Đúng chưa? Giọt. Giọt luôn. Giọt đi mất tiêu rồi. Giọt vô trong á. Nãy thoát vô trong con á. Nãy giờ bắt được con nào chứ nhí? Nè 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 rồi. Rồi rồi chạy ra rồi. Chạy ra rồi kìa, chạy ra rồi kìa. Đây nè, đây nè, đây nè nhí. Đầu coi nhí. Sao? Nó bắt dính cá nè. Go vô hay về? Go vô rồi. Chạy ra đó. Ê, 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 ê. Được chưa, được chưa? Con cá sạc tử là con cá gù phi. Nó kêu ơi quyết tử. Hết rồi muốn chết. Có chưa? Đây, mở chân con. Đâu, chạy ra đâu. Chạy ra ngoài kia rồi. Kìa, kìa, kìa. Trời ơi, cá sạc một đống hốt một cái mấy con luôn.
Có gì đâu sợ. Sợ nó quay đi. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Ghê đâu, ghê. Con người của con cái này hãy vào kia được mà. Thôi bỏ đi con. Đó, hay chưa, hay chưa, hay chưa. Bắt cái đầu đó, con bóp cái đầu đó. Bóp cái đầu đó. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Bóp mạnh vô. Đúng rồi, chính xác. Gì? Đâu? Nè. Vô. Con cá bự vẽ cái đó. Vô. Ủa cái hồn đứng cá đâu? Đeo ghét lại đứng cá nè em ơi. Trời ơi. Con vịn cái đầu nó, đừng vịn cái vai nó. Đừng vịn cái mình nó tẹt á. Ừ, vịn cái đầu nó thôi. Đâu cá đâu bự dữ hả? Ghê chưa, nhí bắt á. Ghê vậy hả? Ghê chưa? Ghê nhí. Có con cua. Một con cá thế á. Có một con cua mà có một con cá luôn. Ai đặt cua là cá rồi chúng hết. Ôi mẹ ơi, lỡ má ơi. Anh bắt cái gì dính cái gì rồi kìa. Nè, bỏ vô. Trời ơi, anh bắt con cá sặc. Nè anh cua, ừ cua đó đó con. Ê, mẹ ơi, cá bự nó nhảy lên. Đâu? Kìa, kìa. Leo lên, bắt lên. Nó mới lỡ lắm kìa, con có lên được đâu. Xuống mà lên không được. Đâu, bay lớn. Cá đâu? Cá chua vô cái lỗ rồi kìa. Lỗ này hả? Không, lỗ cái bên á. Đó, phải có cái lóc. Cái nhí này hay dữ rồi Tài. Lẹ lên nhí. Lên lợn nhí. Giấc cô lẹ lên, lẹ lên đây mẹ, lẹ lên. Nè, lẹ lên. Nhí nó làm cá nhảy lên luôn rồi. Hay. Bữa nay được dọc xịn mừng quá mừng. Giấc này nước rút nhiều rồi đó. Trời ơi, Tài ảnh quậy kìa. Lắm. Ấn chậu ra hả vợ? Vậy, ghét lên là bắt cá nè. Cá dân này trên bờ nhấp chân nè. Nó nhảy quá trời luôn kìa. Đi lên đầu trên nè bầu ơi. Kìa, nó nhảy lên soi sói luôn kìa. Khang lên Khang. Đi theo mấy này lượm cá sặc. Quả hao lại Minh ơi. Ghiết lên Minh ơi. Ghiết lộ ra đầu hậu nè ông ơi. Nhảy toàn toàn mãi dữ rồi kìa. Cá rô. Đi nhanh lên lần bắt cá con ơi. Rồi chết. Cá còn. À, đi theo đường nước này quẩn quẩn là có nó tính. Chỗ nào đục đục là có nó đó. Đường nước đó không có đâu con. Đường nước im im á. Ừ, dạ. Lặng lặng nãy giờ mà cũng được cá sặc. Giác này là đi lên bờ lụm cá nha. Mặt mình biết rồi. Bye.
sao luôn trời. Chị ơi. Gì con? Ừ. Con đi đường đó dài tới đi nghe, coi có cá kêu. Hồi nãy ở trên quá dính vô cá sặc rồi. Trời. Trời ơi. Ôi ơi. Ui. Để dính chưa? Trời ơi, cá lóc mà bắt cá sặc. Cá lóc mà bắt cá sặc. Nào mình cá sặc nè mình. Cá lóc mà xuống ngồi vậy nó mới sốc hả? Tính là chỉ bắt được. Tính là chỉ bắt cá lai cá sặc thôi. Bắt cá ủ mắm thôi. Trời ơi gì? Mình. Thế đây. Vô mình. Thằng Khang nó quậy hồi cá nó còn không biết đường lội nữa, đừng nói người ta. Ồ ồ ồ ồ. Trời ốp ốp vách này nó đi ơi, vách nhóc chân nè. Nè. Ngoài đó rồi, khó. Chụp không có kịp. Kìa Minh, một đống hơn trước kìa Minh. Nhí ở phía trước kìa con. Mày bắt thử cái lóc lên coi cái móng. Đó. Có chưa? Xuống sình luôn rồi. Nè cá sặc nè. Cá lóc mà bắt cá sặc hoài. Có chưa, nó mới nhảy đó mà. Nè cá lóc nè. Từ từ nó lóc rồi. Chưa, nó còn ở đây nè. Nè nè tròn. Bỏ gì? Nè, bỏ vô, bỏ vô. Bỏ nhóc cho kìa. Lụm vô, lụm vô, lụm vô. Quá trời bữa nay bắt cá thấy ham. Cá gì? Bắt được con con. Ở dưới hả? Nè. Nước. Hey, chạy đi đâu cho khỏi. Cá này bự hơn nãy giờ, bự nhất luôn. Văng xình tùm lum hết. Cua ơi. Cua cá quá trời luôn. Cá chắc. Cái này là lụp. Ôi con cá chê. Nè bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô. Ôi giác này cá trắng nó nhảy lên quá trời luôn. Cá chê trắng. Kìa kìa nó dính lưng kìa. Tôi út ra tới rồi kìa. Nó tràn cua luôn. Cá sặc. Ôi da con cá gô. Nó đông. Tôi cá lóc hay cá chè ạ? Hết. Ê, con cá lóc. Trời ơi. Cái gì? Cái lờ. Trời quế bắt dịch kìa. Ôi ôi, cá lóc bắt lên tay. Mời mấy ông một cá. Ôi ôi ôi. Dính chưa? Nè, bỏ vô. Trời ơi, tưởng nó không bắt cá lóc bự lại. Ăn á, cá lóc bự đó mà đi ra đây ăn. Chín được con cá rô phi. Nè.
nè, đi lại đó đó, đi đó đùa. Nó kìa, nó nhảy lên kìa. Nhập trôi lại không? Cá nhiều lắm mà bắt không được. Nhập trôi không? Tử rồi, đẩy rồi, tử. Dắt này xuống luôn rồi kìa. Phải kêu mình nó sao nó nắm. Kỳ thấy thấy mày bắt cá lóc tức quá, tức rồi Tấn ơi. Đi bắt cá mà đem trong đôi dép nữa. Quá gì? Bỏ đi, bỏ cho quế lấy vô chưa? Kéo sao kìa, kìa nhảy lên bờ luôn kìa Tính. Kìa kìa. Vô cá. Mình qua bắt cá này trước lên khai trương nè. Đó. Dạ, dạ. Mang để gom gom cái đầu lên cũng được. Túm túm lại. Nước đây nhiều quá mò không được. Thôi. Kéo lùi vô đi. Cá lóc của mình Tính mãi đó. Không phải, cá rô phi. Cá phi. Tính cá lóc chứ. Ồ ồ còn cá rô, cá rô phi, cá rô phi, cá rô phi. Ồ, con cá bự. Mạnh vô. Đâu ơi cá này giấc này đâu nó nheo xuống dữ. Cá tụi này ối xịt trên. Tại cái gì cạn nổi. Có là mới dần mùng ngủ. Sao rồi sao? Cái này không cạn nổi đâu, đây tới tối. Thôi đi đụng tác nữa. Ngưng nhiều đây cũng thiệt quạnh. Nhiều đây là vừa nó xịt rồi đó. Ừ. Chiều lên ngủ. Chiều lên ngủ dữ. Què. Wow. Ngủ. Đi vô đi. Sáng ra tắt nữa. Đi ngang gì khó đi. À, sao hai thằng đi. Trời ơi con cá nó khờ đầu luôn. Quậy riết mà nó nổi đầu luôn. Ồ. Gì vậy? Trời 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 con cá. Bị đi đi đi. Cái cá này kéo cái nó bị gì dữ vậy? Nó kìa 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 kìa. Lên lứ kìa. Nó. Nó vừa kéo mà vừa bắt luôn, ghê thiệt. Tao thao đi rồi lựa. Muốn chạy ngang luôn con nội. Cá luôn cá bự chân ngược rồi đó. Chạy lại đang kéo lại. Thôi kéo tiếp theo đi, kéo tới đi. Nè, được con cá cha bự rồi nè. Nè. Rồi mình lại nè. Phi vô này chắc lại con cá. Đẹp không? Này có cá. Đẹp, đẹp. Mày làm cái gì vậy bác anh? Bác anh. Giấc này hai cậu cháu rồi. Cá. Ủa, để cậu lớn rồi. Ủa, nghe con kêu bay bay. Nhóc hết trơn đây nè. Đúng thích nơi này nè. Nãy lứa đầu á, ít xịu. Bảo an. Con động là nó chui vô hang á, con được lên đây đi qua. Con đi sau lưng á. Con mở sau lưng á. Kéo được không được. Con đi xuống là nó động nó chui trơn à. Qua đi. Này lựa nữa vô rửa nè. Chứ xong. Cua. Đem cái thao lên đây Quốc Minh, bỏ mấy con cua vô nè Quốc Minh. Đây hả? Nãy giờ bắt được gì mà đầy? Ở đâu ra đôi dép nữa vậy mà? Đôi dép của Bắc Kiên. Đi xin nè. Hả? Cái mũi thôi. Đứa này sẽ cua là cá hả? Ê sao? Trời ơi, sao xịn không rồi thấy được. Cái lửa cá này kia lửa không có trận. Dạ, ở này xuống có môn mà nó xuống sông mà rửa vậy nó nhãn sông trơn. Bự ở đó khóc. Khóc đầu khóc. Nhóc đó nó đậm đó là anh nhâm tay chân một nhà. Anh nhâm tay quá. Trời ơi nó mệt kìa. Quà, rửa cái thùng, rửa cái thao luôn. Nó đổ vô cái nghe ấy không à. Cá cha nữa hay hả? Cá cha nữa hả? Chưa để đây cái thao lại. Ô được cá cha nữa. Vũ lớn cái này. Quá trời nặng rồi nha. Vũ đi chỗ vũ. Ai ngự đứng bên đi, dễ kéo hơn không kia. Ông lên cho ngự bên á, đi trên nhẹ. Đâu mà ngự bên. Cá là cái này cá cua không mà cụ cá nè cá dọn qua đây đi rồi cua bên thảy qua đây đi rồi cua bên đây không có cua không đây cá không mà đi là phải đi với bé này nè đó đẹo
rồi nắm kéo tiếp, lộn bờ nữa đi. Kéo gì hay quá không kịp lựa luôn à. Ừ hay quá trời luôn, lựa luôn ha. Nói gì? Cậu ơi cậu cá đó, cậu sáng cậu ướt là cậu khoai xả đó cậu. Cá sặc này là hết sảy nè. Sáng nào mới là cá đó, khoai xả đó. Khoai xả là muối chiên. Đưa đây, đưa đây, đưa đây, đưa đây. Kéo vội à. Ôi ơi, có chừng, nó không kẹp đâu. Gãy cái que. Nè, kẹp lên nè. Đếm hướng lại, đếm hướng lại. Ôi dạ. Đau không? Bởi vì nãy tôi đâu dám bắt nó đâu. Nó tẹt rồi. Tẹt. Cả dài chút nữa đi kia. Trời bỏ nha. À nó đi hết rồi. Đu được hai cái cá ra. Cả nó. Cho nó xuống. Đọc hang cá trời. Nó thì có cá lóc quá à, trở lên. Có đâu quay á. Đặt hình nha cá. Không phải tính kéo cái lồng que đi xanh đi. Thiệt không? Thiệt không? Có. Không có cốc, nửa kilo. Tạc tạc dữ rồi kìa. Ngó thấy không đụng cái đầu cá lóc là có cá lóc. Cá lóc nửa kilo đó. Ừ rồi, cá lóc bự dữ. Bự hết sức bự rồi. Cá mà. Ổng đau rồi, em khao lại. Khao lại được, cá Huy. Ổng đang mắc cua. Đó, cá lóc bự đó. Trời ơi. Nè, bỏ vô. Nhẹ nhẹ. Chết rồi. Con thù nó dữ à. Mệt quá. Chùm ơi. Vô kiếm cái thùng cái thao vậy lần cá rồi. Gì nữa quá trời. Đi đi mèo. Vậy trời. Cái hốc đầm. Cua kẹp cua. Diễn sâu dễ sợ. Vô kiếm cái thùng cái thao bự bự của mình. Thôi đầm lưới kịch kịch mày. Ai vợ chồng em đó. Lên đi cá bự mới vô. Mình đi đi con, mình lên đi, lên đi. Ba mày đi ra mệt rồi, cho nó nghỉ mệt, chút đi, 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 con đi đây. Cái con Phi nữa chứ gì? Không, chanh chanh đó. Đó, nè, biết con Phi rồi. Ôi, xúc luôn cổ, xúc trên mặt thôi cổ. Ừ, ừ, bắt trên mặt thôi, còn kia bỏ xuống lại. Tính mày kéo rồi, tính rồi, tính. Ăn nữa, đụng cả một trật ăn, nó trời đổ ra cho, đụng ăn nữa. Đụng bớt đi. Hoài vậy không thầy? Trời ơi. Nó tạt nữa rồi đó. Ui nhỏ. Ui, kìa bắt kìa quá. Cá này bắt nè. Con nhỏ hơn, nhỏ hơn. Trời, nhớ cho mặt mày dầm thì cái dớm rồi trời. Trời con máy nó quậy ra cho mày. Như là con trâu sình vậy đó. Ai bốn mình con á. Đi ra hết rồi. Đó, đó, đó. Giọt hả? Nè, chảy lên đó. Người ở trước tao mò hang, đủ mới để vô hang ngủ. Nó cứ vô đất cho má luôn. Hàng nó ở dưới đây nó không có hàng nhiều. Nãy giờ là một thùng bê cá rồi đó. Trong cái rộng là 5-6 con cá lóc đó. Nè, cua nó nè ơi. Cua nè, để tao cho. Đó, quá trời luôn. Giấc này sách hết nổi rồi. Trời ơi, mẹ nó kêu mà nó không có nghe miếng luôn. Nghe chi miếng à? Dễ gì. Đi châu. Lùa tới đi cho cá nó vô vớn không ơi, bỏ cá sặc hoài. Từ sáng tới giờ là chỉ bắt được con cá sặc thôi. Ê, giỡn hoài trời. Được em cái giờ. Được em cá trai. Và được hàng cá lóc nè. Được hàng cá lóc. Gâu 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 cơm đưa lên nó tính. Gâu cơm đưa lên nó tính. Gâu cơm đưa lên nó thì mẹ phúc tên. Cái giò chạy lại kìa. Gán dí bắt cá dồ. Gá chưa? Đâu? Trời gá gì vậy? Gá chưa? Gá rồi. Trời Phật ơi, đi lên đi. Lên bờ đi. Lên bờ lội vô. Hai đứa đi lên bờ lội vô, lẹ lên, lẹ lên. Cá này chất lượng luôn á, đâu đây kìa. Rồi thì giờ này cũng trễ lắm rồi đó bà cô chú ơi, thì cá phần bắt hôm nay là được đầy một thùng bê nè, rồi đổ vớn thêm một thao tép với cá nữa, rồi một thao cua nữa. Bữa nay bắt tay mà nó khá là nhiều như vậy nha, chỉ bắt tay thôi đó, còn cái phần còn lại là bắt hết được rồi. Chắc này trễ thôi, giờ mấy cậu cháu cũng đi về luôn.
Diện cũng xin tạm dừng video tại đây. Kính chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ. Và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.